Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Top 10 bộ trang phục dân tộc đẹp nhất của dàn hoa hậu Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế, phần thi National Costume, trang phục dân tộc luôn được khán giả hưởng ứng và chờ đợi. Vì đây là dịp họ được nhìn thấy nét đẹp, văn hóa bản sắc của các quốc gia khác nhau trên thế giới. Và chắc chắn khán giả Việt lẫn bạn bè quốc tế vẫn không quên dấu ấn của các mẫu thiết kế nàng mây, bánh mì, huyền đăng hội đã từng làm mưa làm gió trên các diễn đàn sắc đẹp. Nàng mây, trang phục dân tộc của Lệ Hằng tại Miss Universe 2016. Vào năm 2016, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam. Vừa qua rất nhiều những bản vẽ cũng như mẫu thiết kế ấn tượng, thì nàng mây đã chính thức theo chân Á hậu Lệ Hằng đến với đấu trường Hoàng Vũ. Nàng mây được lấy cảm hứng từ nét đẹp dung dị và giản đơn nhất trong cuộc sống người Việt, là ý muốn được tôn vinh một ngành nghề đan lát, mây tre lá. Nghệ thuật đan lát thể hiện qua trang phục chứng minh cho tiềm năng cải thiện, phát triển đột phá về mọi mặt của những ngành nghề thủ công truyền thống lâu đời ở Việt Nam. Nàng mây cũng chính là thiết kế tiền phong trong việc mở đường mang văn hóa, tinh hoa dân tộc Việt đến với bạn bè quốc tế. Đi qua nhiều mùa giải của Miss Universe, nàng mây vẫn để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Thậm chí, nàng mây còn được đánh giá là một trong những thiết kế ấn tượng nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Bánh mì, trang phục dân tộc Hờ Hen Nhê tại Miss Universe 2018. Tiếp nối thành công của nàng mây thì bánh mì chính thức là trang phục dân tộc của Hờ Hen Nhê. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam mang một bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ ẩm thực, món ăn đường phố quen thuộc, nổi tiếng của Việt Nam mang đi thi đấu quốc tế. Ngay từ khi bản vẽ bánh mì được nhá hàng đã khiến fan vô cùng thích thú vì ý tưởng độc đáo của nó. Bên cạnh việc cán đích ở thành tích top 5 Miss Universe 2018, thì bộ National Costume bánh mì đã thực sự gây được ấn tượng mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ trên toàn thế giới. Huyền đăng hội, trang phục dân tộc của Kiều Loan tại Miss Grand International 2019. Huyền đăng hội chính là trang phục truyền thống, thiết kế được lấy cảm hứng từ phố cổ Hội An, quê hương của Kiều Loan. Người đẹp sinh năm 2000 lớn lên tại Quảng Nam và phố cổ Hội An mang giá trị lịch sử, văn hóa và mỹ thuật rất cao. Có thể nói Kiều Loan rất may mắn khi được mang chút dư vị quê hương của mình lên sân khấu quốc tế trong sự hò reo của đông đảo người hâm mộ. Lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Việt dám đưa một bộ trang phục dân tộc với hiệu ứng bắt sáng đi chinh chiến quốc tế. Và dấu ấn top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế chính là thành quả xứng đáng cho sự tin yêu của khán giả dành cho cô gái xứ Quảng. Cà phê phin sữa đá, trang phục dân tộc của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019. Cà phê phin sữa đá chính là national costume của Hoàng Thùy. Cũng là một cực phẩm trong số các bộ trang phục dân tộc của Việt Nam mang đi thi đấu. Lần đầu tiên một bộ national costume lấy ý tưởng từ một loại thức uống đường phố thân thuộc của Việt Nam là cà phê. Sau những sự cân nhắc giữa việc phải tạo cảm giác thoải mái cho người mặc nhưng vẫn đáp ứng được tính độc đáo và sáng tạo, thì cuối cùng hình ảnh phin cà phê khổng lồ đi kèm với chiếc muỗng đã giúp đại diện Việt Nam để lại hình ảnh một cô gái tự tin, bản lĩnh trên sân khấu Miss Universe. Trang phục dân tộc của Hoàng My tại Miss World 2012. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012, Hoàng My đã dũng cảm chọn một thiết kế được lấy cảm hứng từ văn hóa Âu Lạc với những đường cắt xẻ táo bạo. Bộ trang phục dân tộc với phần thân trên là áo yếm, phía trước xẻ giữa, phần thân dưới được thiết kế dựa trên váy quấn, cách điệu từ họa tiết của trống đồng Đông Sơn là biểu tượng chim hạc, tạo nên hình ảnh người phụ nữ Âu Lạc. Với tạo hình mạnh mẽ cùng những đường cắt táo bạo, thì bộ trang phục dân tộc này còn được biết đến là một trong những thiết kế gây khá nhiều tranh cãi đối với khán giả. Báu vật đại dương, trang phục dân tộc của Đặng Thu Thảo tại Miss International. Đến với cuộc thi Miss International, Thu Thảo mang theo bộ áo dài có tên Báu vật đại dương để chuẩn bị cho phần trình diễn trang phục truyền thống. Bộ áo dài này được thiết kế với màu chủ đạo là màu trắng ngọc trai, với phần áo rời khoác ngoài hoàn toàn được thiết kế từ kim cương nhân tạo, ngọc trai và đá có mức giá lên đến gần 5 tỷ đồng. Thiết kế Báu vật đại dương trở thành một trong những bộ trang phục dân tộc Việt Nam mang đi thi đấu quốc tế có giá trị đắt nhất lịch sử. Trang phục dân tộc của Khả Trang tại Miss Supranational 2016.
Tại Hoa hậu siêu quốc gia 2016, Việt Nam gửi đến cuộc thi một đại diện được đánh giá là phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Đó là siêu mẫu Khả Trang. Cô gái có đôi chân dài nhất nhì làng mẫu Việt đã anh tạc sàn diễn đêm chung kết và vào thẳng top 25 cùng giải thưởng trang phục dân tộc đẹp nhất. Sự cách tân táo bạo về phần thân áo cùng thiết kế kết hợp giữa sự mạnh mẽ của cha Lạc Long Quân và mềm mại thanh thoát của mẹ Âu Cơ. Đây cũng là một trong những bộ trang phục có trọng lượng nặng nhất của các thiết kế mà người đẹp Việt mang đi thi thố. Khi bộ áo có chiều cao hơn 3m, đuôi áo dài hơn 3,5m, nặng 45kg. Gánh ngàn hoa, trang phục dân tộc của Đỗ Nhật Hà tại Miss International Queen 2019. Gánh ngàn hoa lấy cảm hứng từ gánh lô tô. Kèm theo đó là chiếc vương miện có gắn các quả bóng lô tô cùng một chiếc váy phong cách điệu từ một lồng lô tô bên ngoài bộ trùm suit có gắn các con số. Phần cánh của bộ trang phục như một lá cờ lớn thể hiện đúng tinh thần ủng hộ cộng đồng LGBT. Sự thể hiện ấn tượng cũng như bộ trang phục dân tộc gánh ngàn hoa đã góp phần không nhỏ đưa Đỗ Nhật Hà vào top 6. Trang phục dân tộc của Hương Giang tại Miss International Queen 2018. Bộ trang phục dân tộc của Hương Giang tại Miss International Queen lấy ý tưởng từ quốc hoa của Việt Nam, hoa sen và kết hợp khéo léo cùng làng nghề mây tre đang truyền thống. Bộ trang phục dân tộc này được đầu tư kỳ công từng chi tiết, mấn, hoa tai, giày. Phần nằm cánh hoa trong suốt gần một tháng với mong muốn giúp Hương Giang tỏa sáng tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Sự kết hợp từ sức mạnh dẻo dai của cây mây, tất cả các chi tiết từ những cái nhỏ thắt chặt lại thành cái lớn, cho thấy sự đoàn kết, đức tính lớn nhất của người Việt Nam. Còn hoa sen với màu vàng được chọn như thể hiện sự sắc son quý giá trong tấm lòng của người phụ nữ Việt. Nữ thần mặt trời, trang phục dân tộc của Phương Khánh tại Miss Earth. Bộ trang phục dự thi của Phương Khánh có tên Nữ thần mặt trời do nhà thiết kế Linh Sang thực hiện, lấy cảm hứng từ hình ảnh các vị thần Hy Lạp, đặc biệt là vị thần mặt trời, đúng theo chủ đề của cuộc thi. Đặc biệt là sự kết hợp với chiếc áo choàng của các vị nữ tướng Việt Nam đã tạo nên một bộ trang phục dân tộc nhìn vừa quen vừa lạ. Dù có chút pha trộn giữa hình ảnh phương Tây nhưng vẫn mang nét đẹp đặc trưng của Việt Nam. Chính sự độc đáo này đã giúp Phương Khánh chinh phục ban giám khảo và đặt giải trang phục dân tộc đẹp nhất bên cạnh danh hiệu Miss Earth 2018 cao quý. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.